Hồ sơ nhân vật, hit, huyền thoại sát thủ đẳng cấp vũ trụ. Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với OV Dragon. Tiếp theo series hồ sơ nhân vật theo yêu cầu. Thì hôm nay chúng ta cùng đến với nhân vật được rất nhiều anh em đề nghị bọn mình làm như là bạn LTD, Tuyết Nguyễn, Huy Nguyễn, Game Android Banner, Lê Nhật, Anh Bảo và rất nhiều các bạn khác mà mình không thể liệt kê hết. Không làm mất thời gian của anh em nữa, bắt đầu ngay thôi nào. Hit là sát thủ huyền thoại của vũ trụ 6. Anh được biết đến như sát thủ không bao giờ thất bại, là thành viên mạnh nhất trong vũ trụ 6 tham gia giải đấu cùng vũ trụ 7. Về ngoại hình, Hit rất cao lớn, nước da tím, mắt đỏ, anh đi giày tím, mặc một chiếc áo dài thím đẫm và thắt đai vàng. Về tính cách, Hit khá lạnh lùng, anh dường như vô cảm với các sự việc xung quanh trừ khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến anh. Tuy nhiên, anh lại chú ý đến việc Frost ăn cắp khối lập phương của Champa và đã ra tay ngăn chặn. Hit khá tự tin vào sức mạnh của mình và nhận lời mời thi đấu theo đội của Champa. Anh có vẻ nắm chắc phần thắng và phần thưởng sẽ là khối lập phương nói trên. Mặc dù là sát thủ, nhưng Hit khá tôn trọng đối thủ của mình. Anh luôn cho đối thủ cơ hội để đứng lên mỗi khi gục ngã, cũng như hồi sức tiếp tục chiến đấu. Goku Super Saiyan Blue Kaioken là người đầu tiên khiến Hit thi đấu nghiêm túc, nhưng anh vẫn từ chối sử dụng chiêu sát thủ giết người với Goku. Hit cũng bất bình trước việc Champa coi mọi người trong đội như những con tốt, nên anh đã hợp tác cùng Goku ra vớ thua trong trận chung kết để vũ trụ 7 giành thắng lợi. Về tiểu sử, hiện vẫn chưa rõ Hit đến từ chủng tộc nào, nhưng anh đã sống tại vũ trụ 6 hơn 1.000 năm trước. Công việc chính là ám sát theo yêu cầu và anh chưa bao giờ thất bại. Trong giải đấu vũ trụ 6 và 7, anh được Vados lựa chọn để tham gia đội vũ trụ 6. Phần thưởng là khối lập phương, Cube, có chức năng di chuyển giữa các vũ trụ. Đội vũ trụ 6 bao gồm Hit, Kappa, Frost, Botamo và Mageta. Hit ngồi nhắm mắt khoanh chân trong trận đấu giữa Goku và Botamo. Đến lúc Goku biến Super Saiyan để đánh Frost thì Hit có mở một mắt ra xem, ngăn chặn Frost ăn cắp khối lập phương. Sau khi Frost bị Vegeta đánh bại, hắn đã lẻn ra đằng sau nhằm ăn trộm khối lập phương. Frost khá run sợ khi nhìn thấy Hit và hắn bị anh tấn công gây đông cứng bằng một chiêu thức bí ẩn. Hit tiếp tục mở mắt khi Vegeta biến thành Super Saiyan Blue trong trận đấu với Kappa, nhưng xem ra sức mạnh này vẫn chưa làm anh bất ngờ. Ở trận đấu Hit với Vegeta, sau khi Vegeta đánh bại Kappa thì đối thủ tiếp theo chính là Hit. Tuy nhiên, anh tiếp đón Vegeta với một thái độ khá khinh thường khi một tay anh vẫn đút vào túi. Quả thật, Vegeta liên tiếp nhận những đòn đánh với tốc độ không tưởng và anh không thể chống đỡ. Những đòn đánh như đến từ hư không vì Hit vẫn đứng tại chỗ và không ai kịp nhìn thấy điều gì đã xảy ra, trừ các thần cấp cao và Jaco. Vegeta bất tỉnh, trọng tài tuyên bố người chiến thắng là Hit. Ở trận đấu Hit với Goku, Hit là tuyển thủ cuối cùng của vũ trụ 6 trong khi Goku là áp chót. Trước đó Goku đã được thi đấu trở lại sau khi trọng tài xác định Frost vi phạm quy định. Goku cúi chào Hit làm anh khá ngạc nhiên. Goku không biến đổi ngay từ đầu vì điều này tiêu hao năng lượng cũng như anh cần tìm ra cách đánh bại Hit đã. Cùng chung số phận với Vegeta, Goku bước đầu cũng không thể chống đỡ được các chiêu thức của Hit. Anh cho rằng Goku nên đầu hàng nếu không muốn mất mạng, nhưng Goku rút kinh nghiệm rất nhanh. Bằng cách nào đó, anh đã phán đoán được các chiêu thức time skip và đỡ chúng, thậm chí còn làm Hit chảy máu. Hit khá sốc khi chiêu thức của mình bị hóa giải và Goku cũng không ngại tiết lộ rằng anh phát hiện ra chiêu thức time skip 0,1 giây và đã dự đoán được sự di chuyển của Hit. Tức là trong 1 phần 10 giây đó, thời gian ngưng động, mọi vật đứng yên, chỉ có Hit là di chuyển được. Hit đã di chuyển ra chỗ thuận lợi tung đòn, Goku phán đoán đòn đó và đỡ. Hit cho tay ra khỏi túi, dường như anh sẽ phải chiến đấu nghiêm túc. Goku sau đó đã biến thành Super Saiyan Blue trong anime và trong manga thì chỉ biến thành Super Saiyan thường. Hit vận công lực và nâng đòn time skip của mình lên 0,2 giây, sau đó tiếp tục tăng lên 0,5 giây. Với đòn time skip cải tiến thì Goku không còn có thể dự đoán được nữa và nhanh chóng bị đánh gục. Hit hỏi trọng tài nhưng quy định là không được phép giết đối thủ nên đành chờ trước khi trọng tài công bố người chiến thắng. Nhưng Goku chưa bao giờ chịu bỏ cuộc, anh đứng dậy và tuyên bố sức mạnh mới của mình. Sức mạnh anh định dùng để đấu lại với thần hủy diệt Perot, đó là Kaioken. Goku vẫn sức mạnh Kaioken, một quần sức mạnh màu đỏ to lớn bao quanh quần sức mạnh xanh vốn có của Blue. Hai đối thủ lao vào nhau, thời gian như đông cứng lại và một lần nữa sức mạnh của Goku đã vượt qua chiêu thức làm chậm thời gian 0,5 giây, time skip của Hit. Vì không thể duy trì trạng thái được lâu, Goku tung đòn Kamehameha quyết định cực mạnh, nhưng Hit vẫn đỡ được. Sức ép từ trận đấu khiến tấm chắn bảo vệ dài nứt vỡ gây nguy hiểm cho khán giả, nên Whis và Vados đã phải phục hồi lại. Sau đòn Kame, cả hai tiếp tục chiến đấu. Goku cho rằng nên bỏ quyết định giết đối thủ, việc đó làm cản trở sức mạnh thật sự của Hit. Champa với Perot sau đó cãi nhau và những lời lẽ của Champa khiến Hit cảm thấy mình chỉ như những quân tốt, phục vụ mục đích tầm thường của Champa. Sau đó có vẻ Goku và Hit đã bàn kế hoạch, họ hẹn nhau tái đấu một trận song phẳng sau này. Goku nhảy khỏi sàn đấu chấp nhận thua cuộc, một phần Kaioken đã làm tổn thương cơ thể anh khá nhiều. Ở trận đấu Hit với Monaka, Monaka là tuyển thủ cuối cùng của vũ trụ 7. Trước đó Whis đã tiết lộ Monaka thật ra không hề có sức mạnh. Perot nói Monaka là người mạnh nhất ông từng chiến đấu, chỉ để Goku có mục tiêu phấn đấu. Tuy nhiên có vẻ Goku vẫn ngây thơ và háo hức chờ đợi sức mạnh của Monaka. Monaka bước lên sàn đấu với đôi chân run rẩy, anh tung đòn đấm về phía Hit.
Nhanh chóng hiểu ra vấn đề, Hit chủ động lãnh chọn cú đấm, hét lớn và văng ra khỏi võ đài. Vậy là chiến thắng cuối cùng đã thuộc về vũ trụ 7. Zeno Omikin xuất hiện. Chamba vô cùng tức giận vì Hit đã cố tình thua khiến ông bẽ mặt. Chamba nổi điên định ra tay tiêu diệt Hit cũng như cả đội vũ trụ 6, nhưng Vados đã cảnh báo về sự xuất hiện của một nhân vật cực kỳ quan trọng, Zeno, chúa tể vũ trụ. Chamba với Beerus sợ hãi diện kiến Zeno, giải đấu chính thức kết thúc. Nhiệm vụ áp sát Goku. Trong diễn biến mới nhất, Hit đã được ai đó thuê để giết Goku sau khi cũng vừa hoàn thành một hợp đồng ám sát khác. Bản thân Goku cũng cảm nhận được điều đó, nhưng tưởng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn, thì Hit đã kết thúc nó quá nhanh. Một cú đấm xuyên tim, Goku bất tỉnh, có thể đã chết khi chưa kịp hiểu điều gì xảy ra. Khi Piccolo, Gohan với Goten đến nơi, thì mặt Goku đã tím ngắt, không còn thở. Trong lúc mọi người đang đau buồn, thì một Ki Blast từ trên trời bay xuống. Piccolo nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện và bảo mọi người tránh ra. Thì ra trước khi ngất đi, Goku đã tung trường lực lên trời và tính toán để nó quay trở lại dội ngược vào cơ thể như một cú sốc điện ta hay gặp trong y học, giúp tim đập trở lại. Goku sống dậy và tiếp tục tìm Hit. Trong quá trình chiến đấu, kỹ thuật của Hit dần được hé lộ. Vậy là cơ thể cũng như chiêu thức của Hit được chuyển vào chiều không gian khác, giống Bomato, nên Goku không thể chạm được vào người Hit. Và Vados giải thích rằng Hit đã tích lũy thời gian để tạo ra không gian song song đó. Trận đấu bị gián đoạn khi Whis, Beerus, Vegeta, Vados, Champa đều có mặt chứng kiến. Goku vận Ki Full Power và phá vỡ không gian của Hit. Cả hai sau đó kiệt sức. Mọi người đều thắc mắc ai là người thuê Hit. Và với trí thông minh của mình, Vegeta thăm dò và đã buộc Goku phải khai chính Goku đã nhờ Whis nói với Vados thuê Hit giết bản thân để có một trận đấu thực sự khi Hit ở trạng thái mạnh nhất. Hit sau đó bỏ đi và hẹn sẽ giết Goku vào dịp khác. Trong giải đấu 12 vũ trụ, Hit đến tìm Frost mời tham dự giải đấu. Hắn ban đầu từ chối và còn đánh lén Hit nhưng bất thành vì gặp ngay ông tổ người ám sát. Frost sau đó miễn cưỡng đồng ý và cam kết sẽ trả thù vũ trụ 7. Giải đấu bắt đầu, Hit cùng với Bajin đã ngăn chặn Narirama quay vòng quanh sân khấu, can quét mọi người bằng cách dẫm nát tay Narirama. Sau khi Universe 9 bị Zen-O và Future Zen-O xóa sổ, Hit có cuộc tái đấu ngắn với Vegeta, trên khi bị Botamo can thiệp. Hit sau đó cứu Cauliflower không bị thổi bay khỏi sàn đấu từ tác động của Kale. Ở trận đấu Hit với Dispo, Hit cuối cùng đã đụng độ với chiến binh vũ trụ 11 và cuộc chạm trán với Dispo vô cùng đặc biệt vì Dispo sở hữu tốc độ vô cùng khủng khiếp. Hit sử dụng time skip nhưng liên tục bị Dispo bắt bài và đánh lui khiến cho bản thân Hit lẫn vũ trụ 6 và 7 không khỏi kinh ngạc. Dispo sau đó tiết lộ bí quyết rằng anh nghe được chuyển động của Hit. Ngay khi Hit vừa định thi triển đòn thì Dispo dùng tốc độ của mình để chiếm ưu thế. Hit liền nghĩ ra kế sách thông minh, anh lừa cho Dispo đánh mình nhưng lại đi vào không gian riêng. Dispo đánh vào bản thể ảo và trượt chân rơi xuống sàn, nhưng Kunshi đã dùng ki biến thành các sợi dây cứu được. Hit sau đó rơi vào thế bất lợi khi một chọi hai với Dispo và Kunshi. Ngay lúc này, Goku nhảy vào cuộc chiến để tạo thế cân bằng, mặc dù Hit không hài lòng lắm. Goku tiếp Dispo, trong khi Hit gặp Kunshi. Kunshi tạo ra mạng lưới những ki nổ nhưng Hit đã sử dụng cú đấm ki từ xa như hồi ám sát Goku, khiến Kunshi thất kinh. Hit sau đó đổi lại với Goku và tái đấu Dispo. Lần này anh rất tự tin, thách thức Dispo hãy dùng tai của người để nghe chuyển động của ta lần này xem, không để mọi người thất vọng. Hit lại mạnh hơn trong chiến đấu. Không biết lần này anh nâng cấp chiêu thức của mình đến mức nào nhưng Dispo hoàn toàn bại trận. Dù nhanh đến đâu, Hit cũng bắt kịp và tung những cú đấm chí mạng. Trong lúc nguy cấp, Zeren và Tobo xuất hiện. Dispo lui lại, team vũ trụ 11 tạm thời rút lui. Ở trận đấu Hit và Zeren, Goku trình làng bản năng vô cực mới khi đấu với Zeren nhưng tất cả là vô ích với sức mạnh quá to lớn của Zeren. Ngay trong lúc Zeren hạ gục Goku, thì Hit tiến tới tấn công vì đối thủ nhiều sơ hở nhất là lúc kết liễu người khác. Tuy nhiên có vẻ như Zeren cũng có cực hạn chi giác nên dễ dàng đỡ được cú đấm của Hit. Trận đấu diễn ra không quá ác liệt như dự kiến. Hit liên tục dùng time skip nhưng cũng từng đấy lần Zeren bắt được chuyển động. Dường như Zeren quá nhanh so với phần còn lại. Hit tung ra át chủ bài cuối cùng là một chiêu đưa Zeren vào lồng thời gian, nơi Zeren bị giam giữ và không thể chuyển động. Công việc cuối cùng là tung ki đẩy Zeren khỏi võ đài. Tuy nhiên một lần nữa, Zeren thể hiện sự bá đạo của mình khi dùng sức mạnh phá tan chiêu thức, đến nỗi các thiên sứ phải thốt lên. Sức mạnh của Zeren đã vượt qua cả thời gian. Hit bị đẩy khỏi võ đài kéo theo bao hy vọng của vũ trụ 6, nhưng cũng giúp các đồng đội cố gắng hơn để không phụ lòng của anh. Về sức mạnh, Hit là thành viên mạnh nhất của đội vũ trụ 6. Phong cách chiến đấu của anh chỉ là những thế võ cơ bản, nhưng mang sức mạnh và tốc độ cực cao. Mỗi khi anh ra chiêu vào đối thủ, một tia sáng từ người họ lóe lên. Hit dễ dàng đánh bại Super Saiyan Blue Vegeta. Tuy nhiên trong manga, thì Whis có nói lúc đó Vegeta không phát huy được 10% sức mạnh của Blue. Hit cũng thuộc dạng chiến binh càng chiến đấu càng mạnh. Sau khi bị Goku khắc chế đòn tấn công ngưng thời gian, anh đã cải tiến nó và khiến Goku lao đao. Mặc dù sau đó Kaioken nhân 10 của Goku đã khắc chế hoàn toàn time skip của Hit. Tuy nhiên, chưa ai được chứng kiến sức mạnh giết người của Hit vì quy định của giải đấu, sức mạnh thật sự của anh vẫn là bí ẩn. Các chiêu thức, kỹ thuật sử dụng. Fly, vận ki để bay. Ki Sen, cảm nhận ki. Hit có thể cảm nhận được ki God của Goku cũng như cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên.
Time skip, đây là chiêu thức cơ bản nhất. Anh có thể ngưng động thời gian trong khoảng 0,1 giây. Trong thời gian đó, mọi vật đứng yên, còn Hit có thể di chuyển để tấn công. Trong trận với Goku, anh đã cải tiến nó và nâng thời gian ngưng động lên 0,2 giây, sau đó là 0,5 giây, và cuối cùng dù không rõ ràng nhưng đã hơn 0,5 giây nhiều. Vital Point Attack, tấn công vào điểm yếu. Thậm chí cả các đối thủ mạnh mà dính các đòn chí tử vào điểm yếu cũng có thể thua. Ground, tăng sức mạnh trong trận đấu. Khi gặp đối thủ mạnh, anh có thể học hỏi và gia tăng sức mạnh tức thì. Finger Beam, anh sử dụng nó trong Universe Six Saga Opening. Trên đây là thông tin về nguồn gốc, sức mạnh của Hit. Anh em hãy để lại cảm nhận của mình về sát thủ huyền thoại này nhé. Cuối video là chuyên mục dành cho anh em yêu thích tranh. Bọn mình vừa mở một shop bán tranh Dragon Ball và nhiều anime, manga khác theo yêu cầu. Anh em có nhu cầu decor phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nhé. Link mình sẽ ghi ở phần mô tả. Video tới đây là hết rồi. Nếu anh em thấy thích video này thì đừng quên bỏ lại một like cùng với một đăng ký kênh đi kèm nút chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ cho bọn mình. Giờ thì OV Dragon xin chào. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye!